Chào các bạn. Clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nhạc cụ ảo ở trong Final. Chúng ta biết rồi đấy, thì ở trong Final chúng ta sẽ soạn được ra các cái bản nhạc chạy theo định dạng MIDI. Âm thanh nó lấy ở các cái âm thanh ở trong các âm thanh map mà của MIDI. Nó ra âm thanh nghe nó rất là điện tử. Nên chúng ta sẽ phải sử dụng muốn cái bản nhạc của chúng ta nghe nó hay hơn thì chúng ta sẽ sử dụng các nhạc cụ ảo. Đôi khi các nhạc cụ ảo này có thể người ta sẽ sử dụng bằng các cây đàn thật ở ngoài đời và người ta thu âm vào, sau đó đóng gói để tạo thành ra những cái âm thanh nghe rất là thực tế. Nó khác với cái nhạc cụ điện tử mà chúng ta đang nghe đây. Đây, giả sử bây giờ tôi sẽ bật cái bản nhạc này ở trên cái định dạng MIDI bình thường khi Final sinh ra. Nghe nó rất là nghe nó rất là thiếu chuyên nghiệp. Cảm giác thì âm thanh nghe nó cũng rất là buồn cười, đúng nhỉ? Bởi vì nó là nhạc điện tử mà. Bây giờ để chúng ta có thể sử dụng được cái nhạc cụ ảo ấy thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Mặc định khi cài đặt Final lên thì người ta sẽ cho chúng ta một cái hai cái nhạc cụ ảo rồi, đó là cái Area Flyer và một cái nữa. Tôi quên mất tên rồi, nó nằm ở trong cái phần này của chúng ta này. Ê, mặc định thì nó chạy bằng cái Smart Music Software này, đó là cái này nó làm các cái map của file MIDI, file số của máy tính. Thế bây giờ để chúng ta có thể sử dụng được VST thì chúng ta bắt đầu, chúng ta vào phần MIDI Audio, ta nhấn vào Play Final theo VST này, nên là nó sẽ chơi với cả cái nhạc cụ ảo. Khi ta nhấn vào đây thì mặc định chương trình của chúng ta, mặc định Final, nó sẽ nhảy vào cái area. Cái nhạc cụ của Asia Player ấy, nó âm thanh nó sẽ không được hay cho lắm. Thế và các bạn thấy rằng là cái file MIDI của chúng ta âm thanh nó to hơn. Âm thanh to hơn và khi chúng ta chuyển sang play với VST VST thì nó sẽ bé hơn rất nhiều. Đấy, các bạn thấy nó bé hơn rất nhiều. Chúng ta có thể là mở cái mid này lên để chúng ta kéo âm thanh đây, kéo lên hết rồi đây mà âm thanh nó vẫn còn rất là nhỏ, tương đối nhỏ đó. Thế bây giờ để cho âm thanh nó to hơn một chút thì chúng ta sẽ phải vào trong phần MIDI audio này, ta chuyển sang cái VST Bank and Effect, ta nhấn vào đó. Chúng ta có thể kéo cái âm thanh nó lên này, để kéo cái âm thanh lên. Nó đang chạy cái Area Player mà, chúng ta kéo nó lên, kéo lên hết. Nhấn Close. Vâng, chúng ta sửa đổi tiếp vào trong Windows. Chọn Chord Manager, chúng ta chọn vào đây nó là Play Area Player đó. Nghe thử lại đấy, các bạn nghe âm thanh nó mượt hơn chưa? Nghe âm thanh mượt hơn rất nhiều, đúng nhỉ? Chúng ta có thể sử dụng ở trong cái Area Instrument này, chúng ta có thể sử dụng.
bắt sự này sử dụng bằng nhiều hình thức như là đang ở trong nhà tắm chẳng hạn, à, quên trong một một cái nhà hát nào đó, à, nó có rất nhiều đây trong một cái phòng thu âm này, à, một cái nhà hát lớn này, chúng ta thể nghe lại âm thanh lúc này nó sẽ khác đi rất nhiều. Sao cho nghe âm thanh chúng ta nghe mình cảm thấy nó thích thú. Đây là chúng ta có thể sử dụng Aria Player để chúng ta tạo cái nhạc cụ ảo. Ở trong cái Aria này nó có rất nhiều những âm thanh nhé. Các bạn cần chú ý là chúng ta đây là các kênh này, cái số này là các kênh nhé, các kênh này nó phải tương ứng với cả cái này, đây nó phải tương ứng với cái này, kênh kênh một đó. Nếu như mà chúng ta kênh 1, đây nó là kênh 2 chẳng hạn. Nếu giả sử đây là kênh 2 mà chúng ta để cái nhạc cụ nó ở kênh 1 này thì nó sẽ không kêu đâu. Đó, nó sẽ không kêu đâu. Nha. Mà chúng ta nếu mà nó kênh của chúng ta ở kênh 2 thì chúng ta phải để nhạc cụ của chúng ta vào kênh 2. Chúng ta có thể chọn vào kênh 2 này. Chọn Final Default Blank nha. Đấy. Và ở đây chúng ta có thể đi chọn cây đàn. Đấy, như cây đàn này. Đấy, thì nó sẽ kêu. Ngoài ra có thể chúng ta chọn vào các cái nhạc cụ này chẳng hạn. Mà nó không đúng nhạc cụ nó thì chúng ta nghe nó buồn cười như vậy. Ở trên này chúng ta có rất rất nhiều rất nhiều loại nhạc cụ để chúng ta chọn. Nhưng mà cái nhạc cụ ở đây thì thường là nếu mà nói về độ hay ấy, thì nó cũng không phải là hay lắm, bởi vì nó là thuộc cái thể loại free, mà nó là free cho chúng ta nên ra nó đôi khi âm thanh nó cũng không phải mượt lắm. Nên chúng ta có thể là sử dụng các cái VST khác để chúng ta có thể là đưa được vào các cái VST mới, để đưa được vào các VST mới thì chúng ta trước tiên chúng ta phải vào trong phần MIDI chéo audio này, chúng ta chọn vào device setup, chọn device setup, sau đó chúng ta chọn đến phần manager VST plugin directory đó. Chúng ta phải chọn vào cái đường dẫn. Đây, như ở đây là tôi chọn đến cái VST plugin ở trong ổ C. Đây, ổ C đây. Tôi đang chọn đến cái program file và VST plugin, VST đó, đây, VST plugin. Ở trong cái phần VST plugin này của tôi thì nó có bộ context
6. Đấy, đã có bộ quan tắc 6. Chúng ta nhấn vào đây chọn. Thì tất nhiên là các bạn phải cài đặt cái bộ quan tắc vào rồi thì chúng ta mới có được cái thư mục VST quan tắc ấy nhá. Cách cài quan tắc như nào thì các bạn có thể lên có rất 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 cực kỳ nhiều clip người ta hướng dẫn về cài cái quan tắc 6. Một quan tắc của tôi đã cài vào đây rồi. Nên tôi khi mà các bạn làm cái thao tác vừa rồi xong, làm thao tác vừa rồi xong, chúng ta đóng vào, và chúng ta sẽ thấy là ở trong cái VST Bank này của chúng ta nó sẽ xuất hiện, đây, nó sẽ xuất hiện cái bộ contact của chúng ta này. Đấy. Chúng ta có thể chọn một contact để cho chọn một cái bank. Đấy. Còn nếu chúng ta không chọn bank trước, đây, tôi không chọn bank trước mà tôi sẽ quay vào luôn trong cái Scott Manager này, thì ở đây nó sẽ không có, nó không có gì. Thì chúng ta sẽ chọn nó ở ngay trong này cũng được. Ta sẽ chọn contact. Đấy. Thì nó sẽ tự động nó gán vào cho chúng ta cái banh cho nó. Đấy, nó sẽ gán cái vào cái banh cho nó. Đấy. Nó sẽ gán vào cái banh 2. Giờ ta quay lại đây, ta nhìn. Ở trong này nó tự động nó gán vào cho ta cái banh 2. Đó. Để sử dụng được cái contact đấy thì chúng ta lại quay trở lại bây giờ Scott Manager này. Ta chọn nhấn vào cái Exit Player để mở cái contact ra. Vì tôi mới add vào đây có ba cái nhạc cụ thôi. Đấy, nó có nhiều lắm, cái contact này nó có cực kỳ nhiều âm thanh. Nó có vô vàn âm thanh, các bạn có thể lên mạng các bạn search và các bạn tải về. Nó nhiều lắm, nhưng mà tôi không phải làm nhạc chuyên nghiệp nên là tôi không cần thiết phải quá nhiều và làm gì cả. Đây tôi mới để ba bộ piano. Đây, các bạn thấy để chúng ta có thể cho cái bản nhạc này chúng ta chơi được cái một trong những nhạc cụ này. Đây, các bạn thấy ở đây nếu mà ta bật lên nó chỉ chạy. Đấy, nó không có tiếng gì cả. Nên nếu mà để cho nó kêu được thì chúng ta phải gắn vào các cái kênh này cho nó nhá, dán dán vào các cái channel này, dán vào các kênh đấy bằng cách ta nhấn vào cái instrument, ta kéo cái nhạc cụ piano mà chúng ta thích. Đây, ở đây cũng có này, đó, đây cũng có này. Đấy, ta có thể lấy cái bản ở lấy cái cây piano này nhé, ta kéo vào đây. Lần đầu kéo vào thì nó cũng hơi chậm một chút xíu, lần đầu kéo vào nó bản nó nặng, nó cũng hơi chậm một chút xíu, các bạn chờ một chút. Đấy, nó đang load này. Cái bản này tôi vừa mới mới mới, mới tải vào đâm ra nó hơi nặng. Nếu mà tôi dùng những cái bản trên này thì nó đã được ép vào trước rồi thì nó sẽ không bị nặng như vậy. Đây mà ta mới được mỗi một kênh thôi, nó là kênh một này. Đây, CH, nhìn cái CH này nhé, đó là cái channel. Nó mới là đang là kênh một. Đây mới là kênh một. Nên nếu bây giờ ta chơi thì nó chỉ chơi được mỗi ở trên cái dòng bên trên thôi. Đây. Đấy, nó mới chơi được dòng trên. Thế để thêm được một cái kênh nữa, chúng ta sẽ lại làm lại động tác vừa rồi, cầm kéo nó vào. Lúc này nó sẽ nhảy lên, đây là kênh 2 này. Đó, nó sẽ nhảy lên, đây là kênh 2, kênh 1, kênh 2. Và lúc này ta có thể là nhấn nút chơi để cho nó chơi bản nhạc. Đây nó đang chơi trên cái cây piano này. Ừ.
Nếu âm thanh hơi bé thì ta có thể kéo lên một chút. À, bây giờ ta tự kéo hẳn to lên này. Nghe cho nó đã này. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là các bạn khi mà chúng ta để ở chế độ MIDI, khi chúng ta để ở chế độ MIDI như này thì chúng ta có thể chuyển đổi nó sang được, có thể export nó sang được file audio và cả file MIDI. MIDI vẫn có thể nghe được. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng cái Final VST này thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta chuyển đổi sang file MIDI là không được đâu nhé, các bạn chú ý. Chứ không đến lúc các bạn lại bảo là tại sao mà khi sử dụng file MIDI thì nó lại không lên được tiếng, thì các bạn chú ý nhé. Sẽ tôi lấy một cái bản nhạc, cái nhạc cụ này. Chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta chuyển nó sang VST thì bây giờ khi export nó sang audio thì rất là ok. Chúng ta chờ cho cái này nó kết thúc, này nó lốt hết thì thôi, thì nó mới hoàn thành. Đó, đã xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ mở bài nhạc ra này. Ok, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng chúng ta chuyển sang file MIDI thì chúng ta sẽ thấy nó bị làm sao, nó thế nào nhá. Chuyển file MIDI. Chúng ta sẽ nghe. Nó sẽ lại trở lại với cả cái nốt nhạc MIDI lúc đầu. Nghe cứng hơn một chút.
nó không hay bằng cái này. Nghe nó thật hơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn rất nhiều.